Xin chào tất cả quý vị và các bạn thân yêu và ngày hôm nay thì trở thành audio sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn nha chúng ta sẽ biết cách sử dụng mẫu microphone cao cấp à, Vatasa S1 đi kèm Eco và chúng ta sẽ sử dụng thành thạo khai thác tối đa chất lượng âm thanh với mẫu loa công nghệ đang rất chạy hiện nay đó chính là Bo S1 Pro cộng nha mọi người và cái à, micro không dây đa năng của Vatasa Audio dòng S1 này thì quý vị ngoài cái dòng loa công nghệ nha của boza thì quý vị có thể sử dụng được với rất nhiều những sản phẩm khác của nhiều hãng lớn như là uh, tất cả những mẫu loa kéo hoặc những dòng sản phẩm loa công nghệ khác hoặc là trong những cái bộ dàn uh, karaoke của gia đình nhà quý vị thì chúng ta cũng đều sử dụng tốt nha mọi người và đầu tiên quý vị để ý này đây là cái bộ đầu thu của bộ uh, microphone uh, không dây Vatasa S1 khi chúng ta muốn sử dụng thì quý vị phải bật lên nha đây qua trời sẽ quay cái bảng chức năng của chiếc loa bô à, N1 để cho quý vị và các bạn chúng ta dễ hình dung nha. Đó, đầu tiên thì quý vị sẽ bật nguồn cái bộ đầu thu này lên. Đây chúng ta giữ này khoảng vài giây. Rồi quý vị nhả ra nha. Cái này nó đèn xanh là nó vẫn đang có pin quý vị này, khoảng 50% pin này. Và sau đó quý vị cắm vào cái đường input 1 trên loa bô hoặc là input 2 nha mọi người. Chúng ta có thể sử dụng cả hai đường này. Rồi, chúng ta cắm vào và cái bộ đầu thu này nó rất là hay. Quý vị có thể gấp gọn 90 độ như thế này đó nha và sau khi quý vị và các bạn chúng ta cắm xong rồi thì quý vị để ý này trên cái màn hình của bô S1 này thì nó sẽ có rất nhiều các cái nút tính năng đây quý vị và các bạn có thể để ý kỹ hơn này đây quý vị để ý nha nó sẽ có khoảng 5 cái chế độ eco để cho quý vị và các bạn thay đổi quý vị để ý trên cái màn hình này eco trừ và eco cộng này quý vị có thể nhấn vào cộng hoặc trừ đây Eco 4 này Nhấn cái nữa là Eco 5 này mọi người Rồi quý vị nhấn cái nữa Để về không là nó sẽ không có Eco Nha mọi người Chúng ta alo lên là nó sẽ không có Eco Và Eco 1 thì cái đuôi của nó Ở cái mức thấp nha mọi người Hơi có một chút thôi Âm thanh hiệu ứng Eco thôi Và trên mức 1 thì chúng ta sẽ có Eco 2 Nó lại nhiều hơn một chút xíu Và những quý vị nào mà chúng ta hát yếu nha Thì quý vị cứ tăng hết khả năng lên Chúng ta sẽ để ở mức Eco 4 này hoặc là Eco 5. À, Eco 5 thì cái đuôi nó sẽ dài hơn. thưa quý vị, Eco 5 cái đuôi nó sẽ dài hơn rất là nhiều. Đây con trưởng tăng lên nha. Bình thường nếu mà quý vị nào mà chúng ta hát tốt thì quý vị để mức Eco 4 cũng được hoặc là hát yếu thì quý vị bật lên Eco 5. Và ở đây chúng ta sẽ có cái mức tăng ở âm lượng ở trên cái bộ tay micro này. Quý vị bình thường nếu mà chúng ta sử dụng với những cái dòng loa công nghệ nha, như là Bow hoặc JBL hoặc DT hoặc Vatasa vân vân hoặc những cái mẫu loa kéo khác thì quý vị để ý cái mức volume quý vị để mức 5 à cho quang trường nha. Và đây là cái nút để quý vị và bật tắt nguồn này. Đây, chúng ta tắt nguồn đi. Rồi, nó sẽ ở. Và quý vị nhấn vào đây khoảng vài giây nó sẽ on lên. Đó. Và với cái bộ micro cao cấp Vata S1 này thì quý vị lưu ý nha, nó được trang bị cổng tai này. Đó và quý vị và các bạn chỉ cần sạc đầy vào là chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng trong khoảng vài giờ đồng hồ Không nói hết pin nha mọi người Và với cái pin của tay micro à Vatasa S1 thì quý vị có thể tháo rời này Đây thì quý vị Và đây là sản phẩm chính hãng được nhập khẩu của công ty TTP nha mọi người Có tem chống hàng giả này Để cho quý vị và các bạn chúng ta hoàn toàn yên tâm sử dụng Và đây quý vị có thể để ý thấy ở trên đây chúng ta sẽ có một cái quả pin nha mọi người với cái tấm quả pin này thì quý vị và các bạn có thể hoàn toàn tháo rời này, quý vị có thể tháo rời và thay thế pin rất là tiện lợi nha mọi người. Trong những trường hợp có thể chúng ta không kịp sạc chẳng hạn thì quý vị có thể mua thêm pin dự phòng. Với cái chuẩn pin này thì cũng đang được bán rất là thịnh hành ở trên thị trường, cũng rất nhiều nhà cung cấp pin à, sử dụng cái mẫu pin này nha mọi người. Đó, và chúng ta được trang bị hai tay micro thì đều có cái tính năng tương đương nhau. Và đây, bây giờ thì khi bật cái loa Bose S1 Pro cộng lên chẳng hạn thì quý vị lưu ý nha chúng ta sẽ lần lượt như thế này. Sau khi cắm vào ấy, thì quý vị sẽ tăng lên dần dần thôi. đó, chúng ta sẽ tăng lên dần dần và chúng ta alo. Bây giờ thì quang trường sẽ alo thử thực tế nha, để hướng dẫn để quý vị và các bạn chúng ta sẽ cảm nhận được cái âm thanh, cái tiếng eco của nó rất là đẹp, cực kỳ là mượt và sắc nét trên cái ở mẫu microphone cao cấp ở Vata S một này. Và đây, bây giờ thì quang trường sẽ thử từng một cái chế độ eco một nhé để cho quý vị và các bạn chúng ta sẽ cảm nhận được xem rằng là từng chế độ eco nó sẽ mức nào đây con trường sẽ để cái mức âm lượng ở khoảng mức 5 mọi người này Đó, âm lượng mức 5 nha rồi và eco thì con trường sẽ để mức không đầu tiên này đứng một hai năm sáu bảy alo à, quý vị thấy đúng không nó không có tiếng eco một hai ba bốn năm sáu sáu bảy alo Lưu quý vị lưu ý nha, với những cái bộ microphone thì nó rất là quan trọng Ví dụ như là cũng là một cái bộ mic chẳng hạn à, mic rẻ tiền và mic xịn thì nó giống hệt cái nguyên lý của loa loa đắt tiền thì quý vị nghe thấy nó sẽ gì đánh lớn nó không bị bẻ tiếng này nó không bị rẻ với Vatasa audio thì quý vị thể để ý này là hãng à, có cái thế mạnh về công nghệ cho nên là cái tiếng của nó rất là hay rất là chắc à, quý vị alo nó không bị vỡ này lô 1 2 lô lô và đây, bây giờ con trường sẽ chuyển sang cái chế độ eco 1 nha. Đấy quý vị cùng nghe này. Alo. 1 2 2 1 2. Đấy quý vị thấy không? Nó hơi hơi có một chút eco rồi. Và đây, tiếp theo là eco 2 nha mọi người. Ờ à, eco 2 này. Alo. 1 2 Alo. Đấy, nó hơi hơi eco một chút nha mọi người. Và con trường chuyển sang eco 3 nha. Rồi ừ, quý vị chờ chút alo 1, hai à, quý vị thấy không cái eco nó bắt đầu nó nhiều nhiều hơn à, khoảng mức 3 nó lại nhiều hơn mức hai một chút alo 1, hai ly rồi bây giờ quan trường sẽ tăng lên mức eco 4 nha để quý vị và các bạn cùng cảm nhận nha alo 1, hai alo bộ, 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 bộ. hai ly một hai đó yêu nó lại nhiều hơn và những quý vị nào mà giọng yếu như nãy quang trường cũng chia sẻ nha quý vị cứ chuyển về eco năm cho quang trường hát kiểu gì nó cũng sẽ rất là nhẹ alo một hai alo một hai À quý vị thấy không nó nó rất là dài và tại sao các nhà sản xuất người ta lại phải tạo ra các cái hiệu ứng eco ở các cấp độ khác nhau Thì như quý vị cũng đã biết, đúng không ạ à, Trong cái nghệ thuật thôi, dưới ca sĩ chuyên nghiệp thôi Thì người ta cũng phân ra rất nhiều đẳng cấp Ca sĩ nào là hạng A này, đúng không ạ Hạng B, hạng C Và những danh ca à, Cho nên là gì Với những người dân bình thường thì chúng ta cũng phải hiểu được rằng là cái giọng hát của chúng ta không phải ai Chúng ta cũng có thể xử lý thanh nhạc ở góc độ là chuyên nghiệp Hát có thể luyến lấy mà À, sử dụng chỉ cái mức độ eco thấp như là Mức 1 hoặc mức 2 hoặc là revert Mà chúng ta có thể hát được hay đâu Và dĩ nhiên với những à, Ca sĩ chuyên nghiệp, những danh ca nổi tiếng Thì khi họ đi hát để kiếm tiền Thì họ sẽ hát bằng toàn bộ cái khả năng Quý vị nha, bằng cái kiến thức Bằng cái trình độ âm nhạc này Bằng cái trình độ gen luyện Và cái năng khiếu trời phú Cho họ nữa thì họ mới thể hiện được tốt Và dĩ nhiên là nếu mà để hát karaoke Thì chắc chắn chúng ta để giải trí Cho nên à, chúng ta nhiều quý vị sẽ nên sử dụng eco nha thì nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta hát được nhiều bài hát hơn mà nó không bị mệt bình thường ví dụ như đi hát kiếm tiền chẳng hạn một show một buổi tối có thể hát khoảng năm mươi bài thôi nhưng nếu mà chúng ta hát để giải trí mà khoảng 10 đến 20 bài thì không có eco thì nó sẽ mất rất nhiều cái sức của chúng ta nhưng mà tùy vào cái góc độ giải trí của quý vị và các bạn nha đó ai giọng hát hay thì chúng ta sẽ để eco mức 1 thôi hoặc mức 2 là được Trường Thành Audio và đặc biệt là Quang Trường đã hướng dẫn rất là chi tiết và kết hợp chia sẻ thêm cho quý vị và các bạn để không những chúng ta làm được tốt mà chúng ta cũng hiểu được nguyên lý tại sao nó lại như vậy, tại sao nó lại như thế này và nó lại như thế kia. Vậy thì cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn thân yêu nha đã luôn luôn cùng đồng hành với Trần Thành Audio trong suốt thời gian qua. Và nếu quý vị và các bạn cảm thấy clip hữu ích thì hãy nhớ cho Trần Thành Audio và đặc biệt là Quang Trường nha quý vị. Xin một nút like quý vị này rồi share kênh và đặc biệt đừng quên nhấn nút subscribe nha mọi người để cập nhật rất rất nhiều những clip mới nhất từ trở thành audio xin chào hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn thân yêu trong một clip gần nhất trường thành audio uy tín hàng đầu âm thanh tuyệt hảo